Sáng nay hơn 70.000 thí sinh trên cả nước đã tham gia đợt một kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là năm thứ tư diễn ra kỳ thi này và cũng là đợt thi thu hút đông thí sinh nhất từ trước tới nay. Kỳ thi lần này diễn ra đồng loạt tại 21 cụm thi với 65 địa điểm thi ở 7 địa phương bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, An Giang, Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Nẵng và hai điểm thi mới so với mọi năm là Bạc Liêu và Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có đến hơn 50.000 thí sinh dự thi. Thưa quý vị, Đại học Nông Lâm là 135 điểm thi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy định thì các thí sinh sẽ phải đến điểm thi 30 phút trước giờ tập trung. Thế nhưng mà theo ghi nhận thì các em đến đây từ rất sớm, đặc biệt là các thí sinh ở các tỉnh lân cận. Với việc là Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện một ca dương tính COVID-19 ngoài cộng đồng thì công tác phòng chống dịch tại các điểm thi trên địa bàn thành phố càng được siết chặt. Ngoài việc là phải thực hiện khai báo y tế trước 48 giờ khi vào phòng thi, thì cả thí sinh lẫn cán bộ coi thi đều phải thực hiện đo thân nhiệt cũng như là các nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Những thí sinh có biểu hiện ho sốt hay là những cái biểu hiện của COVID-19 thì sẽ được yêu cầu là dừng làm bài và chuyển sang các cái phòng cách ly đã chuẩn bị sẵn trước đó. Với gần 70.000 thí sinh dự thi thì đợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm nay được xem là đợt thi có số lượng thí sinh đông nhất. Sau đợt thi này thì các thí sinh sẽ vẫn còn đợt 2 và kỳ thi chung tốt nghiệp trung học phổ thông. Chính vì thế mà tâm lý của các em đều rất là thoải mái. Cũng không thấy áp lực gì, giống như là vô là mình cảm thấy mình biết cái gì, mình học cái gì thì mình cứ áp dụng, mình làm được cái đó thôi. Cũng có kinh nghiệm nên sẽ các em sẽ thoải mái hơn nhiều. Mẹ nó cứ cố gắng lên là được, không đậu thì em vẫn thi tiếp. Thì chưa biết thôi chị, còn nhiều cái kỳ thi khác nữa. Vẫn là thời lượng 150 phút dành cho 120 câu hỏi. Theo đánh giá của ban tổ chức thì độ phân hóa của đề thi năm nay sẽ không hề giảm so với các năm trước đó. Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, giám đốc Trung tâm khảo thí đánh giá chất lượng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 này dự kiến sẽ được công bố sau một tuần, tức là ngày 5 tháng 4 sẽ có kết quả. Dự kiến đợt 2 của kỳ thi sẽ diễn ra vào tháng 7 sau khi mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra.